Xin kính chào toàn thể quý vị anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh của Siêu Sứa Cỏ Hải Dương. Thì mới nhất trong ngày hôm nay thì bây giờ cũng tầm khoảng chiều muộn rồi, ngày 11 tháng 12 năm 2020 dương lịch. Và em xin được trân trọng giới thiệu tới anh chị và các bạn về một cái mẫu xe Ford Mondeo mà cửa hàng em vừa mua về xong. Thì với chiếc xe Ford Mondeo này thì được sản xuất năm 2004 các bác nhá. Đấy, năm 2004. Hộp số tự động, có cả trang bị cửa róc và ghế điện, nhớ ghế. Thì với mẫu xe Ford Mondeo này thì bên em đang chào bán với mức giá cũng khá hợp lý để cho anh chị và các bạn có mẫu xe đi trong dịp Tết này, chở cả gia đình đi lại và đi trên mưa trên nắng. Rất là ổn định và chạy cực kỳ đầm chắc. Thì bên em đang chào bán cho em nó với mức giá là 155 triệu đồng, đã bao gồm phí rút hồ sơ và vận chuyển. Quý vị anh chị và các bạn nào chúng ta đang có nhu cầu muốn sở hữu dòng xe Ford Mondeo này thì hãy alo trực tiếp cho em Minh qua số hotline 0852 555 555. Và bây giờ em sẽ vào bên trong chi tiết nội thất để cho các bác cùng ngắm nhìn với em nó. Thì khi vào nội thất này, với Ford Mondeo thì các bác nghe thấy tiếng đóng mở cửa. Đấy, rất là chắc chắn luôn. Và cái tôn vỏ của dòng Mondeo này là cực kỳ là dày dặn anh em nhé. Đấy, và con này nó còn rất là đẹp. Thì đẹp như thế nào thì ngay bây giờ các bác sẽ được em vào bên trong chi tiết nội thất xe để chúng ta ngắm nhìn về em nó nhá. Về gầm thì con này không có mục mọt gì luôn. Đây, gầm bệ các bác nhìn cho em này. Gầm bệ từ những cái ống cổ xả, hai cổ bô này, và toàn bộ những hệ thống gầm là từ năm 2004 đến giờ, có nghĩa là nó chưa bị mục mọt gì luôn. Đấy, với cái giá trị xe thì bây giờ vẫn chưa bằng một chiếc SH nhập các bạn ạ. Về bên trong nội thất xe thì chiếc Mondeo này thì nó là một mẫu sedan ngồi 5 người ngồi khá là hợp lý, rất thích hợp cho chị em phụ nữ hoặc gia đình nào chúng ta mới chơi xe, đúng không ạ? Chơi cái dòng xe Mondeo này thì nó rất là nành thôi. Dòng Ford một thương hiệu rất là nổi tiếng rồi. Đây các bác nhìn cho em này, keo chỉ zin nguyên bản 100% cam kết cho các bác. Từ những cái bản nề vẫn còn là mới nguyên này, các bác nhìn này. Đó, tắp ni gọi là không có những cái vết xước xoát gì luôn. Đây các bác nhìn kỹ cho em những cái nhựa của nó này. Đấy, những cái nhựa của nó còn rất là mới phải không ạ? Và đây, kể cả ngay như cái nhựa của cái bộ ghế da. Đấy, và dòng Mondeo này thì ghế da là ghế da xịn các bác nhá. Đây là cái áo ghế. Đây, những cái mặt nhựa của nó không vứt xước xoát gì cả. Ghế chỉnh điện đấy, rất là mượt mà luôn. Và toàn bộ bên trong những cái hốc hác bản nề, những con ốc bên trong vẫn còn vàng khè luôn các bác nhá. Đấy, đây chúng ta nhìn những con ốc này, tem mác này còn mới nguyên. Ngay từ những cái bậc lên xuống thôi cũng không có những dấu hiệu xước xoát rồi. Xe cam kết cho các bác là không ngập nước này, không đâm đụng, không tai nạn, không đâm va. Keo chỉ nguyên bản 100% các bác nhé. Đây, những cái tắp ly các bác nhìn này còn rất là đẹp này. Đấy, tắp ly rất là mới nguyên, da zin còn nguyên bản luôn này. Tất toàn bộ những cái lòng trong này sơn vẫn sơn zin của xe các bác nhé. Đây, ghế da còn khá là đẹp luôn. Em không tiện bóc vào cho bác ra ghế da zin nguyên bản theo xe nhá. Thì chúng ta lật lên nó là ghế da zin. Tôn vỏ dòng Mondeo này phải nói rằng nó cực kỳ trường tồn theo 5 tháng. Dẫu biết rằng em nó thì sản xuất năm 2004 giờ thì cũng khá là nhiều năm tuổi rồi, nhưng mà với cái tầm tiền là 155 triệu đồng và bao gồm phí rút hồ sơ và vận chuyển cho các bác rồi. Đấy, các bác nào ở gần thì em bớt cho các bác nhá. Bớt cho anh em một chút để chúng ta có xe đi trong Tết luôn. Và thời điểm này thì rất là khó mua xe các bác ạ. Cực kỳ là khó mua xe luôn. Một tuần vừa qua thì cũng có về được 5-6 chiếc xe. Nhưng mà phải nói thực sự là rất là khó mua xe các bác. Thời điểm này xe nó một ngày một hít đi, những cái dòng xe ví dụ như Ford Mondeo này trên thị trường giờ không có nhiều, mà để được tìm những cái chiếc xe mà nó đẹp là một điều cực kỳ là khó khăn các bác nhé. Đấy,
Đây là không phải đấy, đây là băng dính này, sơn zin bên trong đây nhưng băng dính. Đây là bác chủ xe chắc là trước mua mới về bắt đầu là bọc cái này vào để bảo vệ, chứ không phải là cái này bóc ra được nha các bác nhé. Đây, những cái chi tiết tắp ni này nó phải không bị xước xoát đúng không ạ, nhìn còn mới. Và con này máy gầm thì cực kỳ là chất. Máy gầm thì cực kỳ là chất luôn. Và cốp của em nó thì trước khi đến cốp thì em giới thiệu anh chị gọi cốp, cốp điện này có thể mở điện được ở đây này. Và đây em sẽ cho các bác xem qua cái phần cốp của em nó nhé. Em quay chi tiết cho các bác nào để ở xa mà các bác bận công việc không đi được thì có thể ship luôn, vì quay rất là chi tiết cho các bác xem đây. Xe cam kết cho các bác là không đâm đụng tai nạn ngập nước, không đâm va, và chiếc xe này các bác mua về chỉ việc sử dụng thôi. Chỉ việc sử dụng thôi các bác nhé. Ấy, bác chủ xe cũng bảo trì bảo dưỡng. Bảo trì bảo dưỡng đập cũng khá là nhiều tiền để xác định để đi mà. Đấy, cho nên làm một mạch, bác chủ xe làm một mạch mất khá là nhiều tiền rồi. Đấy, từ gầm bệ là được bảo dưỡng rất là kỹ càng luôn. Và em sẽ lổ máy lên cho các bác cùng nghe tiếng máy của em nói nhé. Cực kỳ là êm luôn. Máy V6 của 2.4, rồi 2.4 của Ford Mondeo. Trang bị gồm điều hòa auto này, sau túi khí quanh xe, hai túi khí này, đây, bên cột này này, 3 này, đằng sau cái là 4, đấy, nhân hai cột nữa kia là 6, tổng cộng 6 túi khí. Nhờ ghế 3 vị trí luôn. Màn hình DVD đầy đủ các bác nhé. Ok, em sẽ cho các bác nghe qua luôn cái tiếng động cơ xe. Con này máy cực kỳ là chất. Máy nổ khá là êm nhé các bác nhé. Đây, rất êm luôn. Đấy, với tầm tiền 155 triệu đồng thì mẫu này là cái mẫu xe mà phải nói là nồi đồng cối đá để cho anh chị và các bạn đi trong nhiều năm này. Máy của nó cam kết cho các bác là máy chất nhá, máy đại chất luôn. Đấy, bảo trì bảo dưỡng đại tu thường xuyên. Đấy, cho nên là máy của này thì chạy cực kỳ là thoát máy và không có những cái dấu hiệu những cái giọt dầu gì các bác nhá. Máy khô đét luôn. Đây, toàn bộ những cái hệ thống cabo này nguyên bản nguyên zin 100% này. Cam kết cho các bác nhà mình là nguyên bản 100% nhá. Và bây giờ thì quý vị chị và các bạn nào quan tâm đến mẫu xe Ford Mondeo này thì các bác hãy kết nối cho em qua số Zalo. Số Zalo của em ghim trên phần tiêu đề luôn là 0852 555 555. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong những video và những cái mẫu xe lần sau. Xin trân trọng cảm ơn. Đấy, đóng mở cửa nghe rất chắc chắn luôn các bác nhá. Với tầm tiền này thì sở hữu những sưu tầm những cái dòng xe Ford Mondeo này thì chạy cũng thứ nhất là cũng không lỗi thời. Nhìn form dáng của nó cũng rất chi là ok. Và ngồi trong xe thì chạy êm đầm chắc. Đồ đạc của Ford thì rất là nành, rất là dễ mua đồ. Đấy. Số tự động thì được cái chạy cũng rất là nhàn luôn. Và ghế điện, ghế điếc đi trong cao tốc thì chúng ta không cần phải đỗ lại để chỉnh ghế, chúng ta chỉ cần chỉnh điện thôi. Và đồ điện của dòng Ford Mondeo này thì Dũng cũng khá bền các bác nhá. Rất là bền. Tất cả những các kính của nó đều có chế độ auto. Đây, một nút chạm xuống thôi các bác nhá. Nói chung là xe không có gì để chê các bác ạ. Một chiếc xe mà cũng nhiều năm tuổi nhưng mà về tính vận hành của xe thì rất là nồi đồng cối đá. Xin chào tất cả các bác nhá.